Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong bài giảng hóa học mới sách cánh diều của Việt Sách. Cô là Quỳnh Trang. Ở các nội dung bài học trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu rất nhiều nội dung về cấu tạo này, thành phần đúng không, khối lượng hay là các nội dung có liên quan đến nguyên tử. Vậy trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô quan sát vào video sau nhé. Xem từ đây chắc hẳn các bạn đều đoán ra vật dụng cô muốn nhắc tới đúng nào? Đây chính là bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, một vật dụng được xem là đắc lực và không thể thiếu đối với mỗi học sinh khi học bộ môn hóa học. Vậy thì bảng tuần hoàn đã được tìm thấy, phát minh và có lịch sử như thế nào? Hãy cùng cô đi tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé. Chúng ta vào bài 6. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong nội dung bài học này, các em sẽ đi tìm hiểu 5 nội dung lớn. Nội dung số 1 này, lịch sử phát minh. Nội dung số 2, nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nội dung số 3, cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nội dung số 4, liên hệ giữa cấu hình electron nguyên tử với vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Và cuối cùng, nội dung số 5, các em sẽ phân loại các nguyên tố hóa học. Chúng ta hãy cùng đi vào một lớn lịch sử phát minh. Thì bảng tuần hoàn sẽ gắn liền nhiều nhất với tên của nhà bác học Mendeleev. Tuy nhiên, trước phát minh của nhà bác học Mendeleev cũng có rất nhiều nhà bác học đã đồng thời hoặc là đưa ra những dự đoán trước về bảng tuần hoàn đấy các em ạ. Chẳng hạn, nhà bác học Dobay Rainer vào năm 1817 đã sắp xếp các nguyên tố thành bộ 3. Nghĩa là những anh có tính chất giống nhau sẽ được xếp thành một bộ 3 này. Chẳng hạn như Li, Na và K. Hay Cl, Br và I. Hay nhà bác học người Anh Newland đã xếp các nguyên tố lại vào bộ 8. Ông nhận thấy 8 nguyên tố xếp sau lặp lại tính chất của 8 nguyên tố đứng trước. Và đặc biệt vào năm 1817, nhà bác học Mendeleev đã bắt đầu đưa ra bảng tuần hoàn của mình. Ông được coi là cha đẻ của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bởi lẽ công trình nghiên cứu của ông có tính hệ thống này, có thể dự đoán được tính chất của các nguyên tố chưa được tìm thấy. Đây được xem là điểm mấu chốt và quan trọng nhất so với các phát minh trước đó với bảng tuần hoàn nhé các em nhé. Những tính chất của các nguyên tố ông dự đoán có thể về tính chất vật lý này, nguyên tử khối này. Và sau này khi kiểm tra các cái nguyên tố được tìm thấy theo dự đoán của Mendeleev thì tất cả các nguyên tố này đều đúng với những dự đoán mà nhà bác học đã đưa ra. Ông cũng nhận thấy mối liên hệ giữa khối lượng nguyên tử và tính chất của các nguyên tố tương ứng như dãy halogen, dãy kim loại kiềm. Không chỉ vậy, vào năm 1871, Mendeleev đã đưa ra định luật tuần hoàn tính chất của các đơn chất, cấu tạo và tính chất của các hợp chất của chúng có tính tuần hoàn theo khối lượng nguyên tử của các nguyên tố. Hình ảnh các bạn đang quan sát được chính là bảng tuần hoàn các nguyên tố học của Mendeleev được đưa ra vào năm 1869. Sau khi công bố bảng tuần hoàn, Mendeleev đã đưa ra dự đoán về 10 nguyên tố mới. Và bảng tuần hoàn hóa học hiện đại ngày nay của chúng ta đang sử dụng được xây dựng trên cơ sở về số hiệu nguyên tử và tính chất. Đây chính là hình ảnh về bảng hệ thống tuần hoàn của các bạn đang sử dụng hiện nay. Thì ngoài hình ảnh này có rất nhiều các cái hình ảnh về hệ thống bảng tuần hoàn khác theo nhiều cách sắp xếp. Nghĩa là có nhiều hình dạng khác nhau này, nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng cách sắp xếp thì vẫn đi theo một cách chung nhất các em nhé. Vậy thì bảng tuần hoàn có cấu tạo như nào và nguyên tắc sắp xếp ra sao? Chúng ta sẽ sang nội dung 2 lớn, nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Để sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, người ta dựa trên 3 nguyên tắc chính sau các em ạ. Nguyên tắc số 1 này, các nguyên tố hóa học được xếp từ trái sang phải và từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Nguyên tắc số 2, các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số lớp electron trong nguyên tử sẽ được xếp thành một hàng. Các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số lớp electron hóa trị, cô xin lỗi, có cùng số electron hóa trị với nhau sẽ được sắp xếp thành một cột. Ba nguyên tắc nhé các em nhé. À, và các em cùng quan sát nhé. Đây chính là hình ảnh về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chúng ta đang thấy hiện nay. Thì các bảng tuần hoàn có thể khác nhau về màu sắc này, khác nhau về hình dạng, đúng không? Có thể là hình hiện nay có hình nón này, hay là hình lục giác chẳng hạn. Tuy nhiên các em thấy rằng đều được sắp xếp theo ba nguyên tắc mà cô trò chúng ta đã xét ở trên. Thì chẳng hạn nguyên tắc đầu tiên này, sắp xếp theo chiều tăng dần về điện tích hạt nhân nhé. Đây chúng ta có nguyên tố số 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6 tăng dần đúng không nào? Và nguyên tố lớn nhất hiện nay chúng ta đang tìm thấy được là nguyên tố số 118. Thì trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố học này, có một nguyên tố hết sức đặc biệt các em ạ. Đó là nguyên tố số 101. Đây, các bạn thấy nguyên tố số 101, ký hiệu là MD. Tượng trưng cho tên của nhà bác học Mendeleev, người ta đặt tên nguyên tố này để tưởng nhớ về những công ơn mà nhà bác học Mendeleev đã mang tới và những phát minh của ông về hệ thống bảng tuần hoàn. Thì Mendeleev có một đặc điểm không phải là nhà bác học đạt được giải Nobel các em ạ, nhưng ông là một trong 15 người được lấy tên để đặt cho 15 nguyên tố hóa học, một trong những vinh dự rất lớn đúng không nào? Nguyên tắc thứ hai này, những anh có cùng số lớp electron thì được xếp thành một hàng. Đây chúng ta có hàng số 1 này, hàng số 2 đây, hàng số 3 này và hàng số 4. Và nguyên tắc số 3, những anh có cùng số electron hóa trị sẽ được xếp thành một cột, cột số 1 này, cột số 2 này, cột số 3 này, số 4 này đúng không? Và cột số 5. Trong đó khi chia nhỏ hơn về cấu tạo của bảng tuần hoàn, các bạn sẽ thấy bảng tuần hoàn được chia thành ô nguyên tố. Cứ một ô vuông này được gọi là một ô nguyên tố. Vậy ứng với 118 nguyên tố, chúng ta sẽ có 118 ô vuông, đúng không nào? Thứ hai này, chúng ta có khái niệm chu kỳ. Cứ một hàng ngang này của chúng ta sẽ được gọi là một chu kỳ các em ạ. Đây, chúng ta có chu kỳ 7, chu kỳ 6 này. Và cuối cùng, cứ một hàng hay một cột dọc này của chúng ta sẽ được gọi là nhóm. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn nhé. Các bạn có ô nguyên tố. Một ô nguyên tố rất nhỏ thôi, nhưng chứa được cực kỳ nhiều thông tin đấy các em ạ. Chẳng hạn khi quan sát một ô nguyên tố này, các bạn có thể biết được số hiệu nguyên tử khối trung bình, tên nguyên tố, ký hiệu hóa học của nguyên tố, độ âm điện, cấu hình electron, số oxy hóa, cực kỳ nhiều thông tin đúng không nào? Như các bạn biết được 7 thông tin khi quan sát một ô nguyên tố. Và điểm đặc biệt các em cần lưu ý khi nhìn vào ô nguyên tố này, số thứ tự của ô nguyên tố sẽ bằng số hiệu nguyên tử. Chẳng hạn, ô nguyên tố này nằm ở ô số 13, aluminium. Nằm ở ô số 13, đồng nghĩa với số hiệu nguyên tử hay điện tích hạt nhân của nguyên tố đó bằng 13. Các em cùng quan sát một nguyên tố khác nhé. Nhôm này, ký hiệu hóa học này, aluminium. Là tên nguyên tố, ký hiệu hóa học là Al. 26,98 lúc này là nguyên tử khối trung bình. Và trong các phép tính toán chúng ta thường lấy là 27. Độ âm điện của Al là 1,61. Cấu hình electron thu gọn đó là Ne3S2 3P1. Số oxy hóa đặc trưng đó là cộng 3. Và số hiệu nguyên tử là 13. Đó là về thông tin mà ô nguyên tố mang tới cho các em. Chúng ta sang chu kỳ.
Lúc nãy chúng ta nói rồi đúng không? Chu kỳ là hàng ngang, là tập hợp những anh có cùng số lớp electron, hàng ngang số 2 đây. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân từ trái sang phải. Các bạn thấy này, 4 này, 5, 6, 7, 8. Tăng dần điện tích hạt nhân và được gọi là chu kỳ. Hiện nay trong bảng tuần hoàn của chúng ta có 7 chu kỳ, bao gồm 3 chu kỳ nhỏ. Đây. Chu kỳ 1, 2, 3 được gọi là chu kỳ nhỏ, do cái số lượng nguyên tố của chúng ta ít. Chu kỳ 4, 5, 6 và 7 sẽ được gọi là chu kỳ lớn, do có số lượng nguyên tố trong một chu kỳ khoảng là 18 nguyên tố đúng không? Và với chu kỳ các em cũng cần lưu ý rằng số thứ tự của chu kỳ sẽ bằng số lớp electron. Ví dụ nguyên tố này thuộc vào chu kỳ. Chúng ta cùng xem một ví dụ nhé. Ví dụ cấu hình electron của C có z bằng 6, 1s2, 2s2 và 2p2. Chúng ta thấy rằng anh này sẽ có hai lớp e. Chính vì vậy nguyên tử carbon của chúng ta sẽ thuộc vào chu kỳ 2. Chúng ta cùng quan sát này, đúng không? Trong bảng tuần hoàn carbon của chúng ta đúng được xếp vào chu kỳ 2. Hay chúng ta xếp một nguyên tố khác, cấu hình electron của Mg z bằng 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Anh này sẽ có 3 lớp e đúng không nào? Vậy thì Mg sẽ thuộc vào chu kỳ 3. Và khi kiểm tra trong bảng tuần hoàn, đúng là Mg của chúng ta sẽ thuộc vào chu kỳ 3. Vậy số thứ tự của chu kỳ sẽ bằng số lớp electron của nguyên tố đó. Chúng ta sang khái niệm thứ ba, nhóm nguyên tố. Nhóm nguyên tố, nếu như chu kỳ là hàng ngang thì nhóm nguyên tố của các bạn sẽ là cột dọc. Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố hóa học mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, được xếp thành một cột theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân từ trên xuống dưới. Đây, chúng ta sẽ có nhóm nguyên tố số 1, điện tích hạt nhân của chúng ta tăng đây, đúng không? Hay nhóm số 7, điện tích hạt nhân cũng sẽ tăng dần. Hiện nay, các nhóm nguyên tố của chúng ta được chia làm hai nhóm lớn, đó là nhóm A. Nhóm A là các nguyên tử trong cùng một nhóm có cấu hình tương tự nhau, dẫn tới tính chất hóa học cũng sẽ tương tự nhau. Nhóm A hiện nay được chia làm 8 nhóm các em ạ. Và được đánh số thứ tự từ nhóm 1A, 2A, 3A cho đến 8A. Nhóm B. Nhóm B của chúng ta thì có quy luật khác rất nhiều so với nhóm A. Và tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm có thể không tương tự nhau nhé. Tương tự như nhóm A, nhóm B cũng được chia làm 8 nhóm và đánh số thứ tự từ nhóm 1B đến nhóm 8B. Nếu như các nhóm 1A đến 8A và 1A đến 1B đến 7B đều chỉ gồm một cột thôi, thì riêng nhóm 8B của chúng ta sẽ có 3 cột. Đấy là điểm đặc trưng của nhóm 8B. Vậy thì vừa xong các bạn đã đi tìm hiểu về cấu tạo của bảng tuần hoàn bao gồm ô nguyên tố này, nhóm nguyên tố và chu kỳ. Vậy thì giữa cấu hình electron với vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn sẽ có mối liên hệ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong nội dung tiếp theo. Người ta nghiên cứu và thấy rằng cấu hình electron có mối liên hệ đặc biệt với vị trí của một nguyên tố. Chẳng hạn, số thứ tự của ô nguyên tố sẽ bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. Và số thứ tự của chu kỳ sẽ bằng số lớp electron có trong nguyên tử. Và cuối cùng, với số thứ tự của nhóm A thì sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó trừ trừ helium. Thì đây cũng nhấn mạnh nhé, chúng ta chỉ có số thứ tự của nhóm A mới bằng số electron lớp ngoài cùng thôi. Còn các nguyên tố nhóm B thì sẽ có sự khác biệt và các bạn sẽ tìm hiểu thêm các cái nội dung về nhóm B ở ngoài ở nhà nhé. Để các em có thể hiểu rõ hơn, cô trò chúng ta sẽ xét một ví dụ.
Chẳng hạn, ví dụ nguyên tử C z bằng 6 có cấu hình electron là 1s2, 2s2 và 2p2. Thì bởi vì số hiệu nguyên tử bằng 6 nên carbon sẽ thuộc ô số 6. Thứ hai, nguyên tử của nguyên tố có hai lớp e nên nguyên tố sẽ thuộc vào chu kỳ 2. Hai lớp e đây. Thứ ba này. C có electron lớp ngoài cùng là 4. Vậy nguyên tử có 4e lớp ngoài cùng sẽ thuộc vào nhóm 4a. Vậy khi nói về vị trí của nguyên tử carbon, các bạn sẽ thấy carbon thuộc ô số 6 này, chu kỳ 2 và nhóm 4a. Chúng ta cùng xét một ví dụ tương tự. Nguyên tử Cl z bằng 17 có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p5. Lúc này số hiệu nguyên tử bằng 17 tương ứng với Cl sẽ nằm ở ô số 17. Nguyên tử có 3 lớp e. Đây, 1 này, 2 này, 3 này. Vậy nguyên tử sẽ thuộc vào chu kỳ 3, đúng không nào? Cuối cùng, số electron lớp ngoài cùng là 2 cộng 5 bằng 7. Vậy nó sẽ thuộc về nhóm mấy A nhỉ các em nhỉ? À, Cl sẽ thuộc vào nhóm 7A do có 7E lớp ngoài cùng. Vậy, vị trí của nguyên tử Cl thuộc ô số 17, chu kỳ 3 và nhóm 7A. Vậy các bạn đã biết cách suy từ cấu hình electron ra vị trí của nguyên tố chưa nhỉ? Rất dễ đúng không nào? Nội dung cuối cùng chúng ta sẽ đi xét đó là phân loại về nguyên tố hóa học. Các em cùng quan sát này. Khi phân loại nguyên tố hóa học, người ta có thể dựa theo cấu hình electron để phân thành các khối nguyên tố S, P, D, F. Đây, trong hình ảnh này của cô, các nguyên tố S sẽ được biểu diễn bằng màu xanh da trời. Các nguyên tố P sẽ được biểu diễn bằng màu xanh lá cây. Nguyên tố D sẽ có màu vàng là toàn bộ cái khoảng giữa này từ nhóm 3B đến nhóm 8B, thêm nhóm 1B và 2B. Còn các nguyên tố F của chúng ta sẽ được biểu diễn bằng màu da cam ở phía dưới này. Đây chính là họ lan tan và họ actini. Vậy bảng tuần hoàn của chúng ta sẽ được chia làm 4 khối nguyên tố bao gồm S, P, D và F. Cụ thể này, đối với cấu hình electron, các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là NF1 hoặc NS2 thì sẽ được xếp vào nguyên tố S. Các khối nguyên tố B sẽ bao gồm các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là NS2, NP, trong đó giá trị P có thể chạy từ 1E đến 6E. Khối nguyên tố D thì sẽ là cấu hình electron lớp ngoài cùng có dạng N-1D từ 1E đến 10E và NS2. Đối với khối nguyên tố F, cấu hình electron lớp ngoài cùng là N-2F từ 0 đến 14, N-1D 1 đến 10 và NS1 hoặc NS2. Thì sau này khi dựa trên cấu hình electron của từng nguyên tố, các em sẽ dễ dàng xếp được nó vào các khối nguyên tố S, P, D hoặc F, đúng không nào? Vậy thì dựa theo tính chất hóa học cơ bản có thể phân loại nguyên tố thành kim loại, phi kim và khí hiếm. Vậy thì sau khi học xong bài học này, các bạn cần nhớ này, nguyên tố hóa học sẽ được xếp theo 3 nguyên tắc để đưa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đó là xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân này, xếp theo chiều những anh có cùng số lớp electron sẽ được xếp vào một hàng ngang được gọi là chu kỳ, những anh có cùng số e hóa trị sẽ được xếp thành một nhóm, và chính là một hay là một hàng dọc của chúng ta đấy, thường là nhóm A đúng không? Và cuối cùng, dựa trên cấu hình electron, người ta có thể xác định được vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn. Chúng ta cùng làm một số nội dung củng cố sau nhé. Trong bảng tuần hoàn,
Số thứ tự của ô nguyên tố có giá trị bằng số khối, B khối lượng nguyên tử, C số hiệu nguyên tử và ý D. Tất cả đều đúng. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, số hiệu nguyên tử. Câu hỏi số 2. Các nguyên tố trong cùng một chu kỳ thì sẽ có cùng số electron lớp ngoài cùng, B khối lượng nguyên tử, C điện tích hạt nhân và D số lớp electron. Đáp án đúng của chúng ta là cùng một chu kỳ sẽ có cùng số lớp electron. Câu hỏi số 3. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn là 3 và 3, B 3 và 4, C 4 và 4, ý D 4 và 3. Hiện nay trong bảng tuần hoàn của chúng ta sẽ có 3 chu kỳ nhỏ ứng với chu kỳ 1, 2, 3 và 4 chu kỳ lớn sẽ ứng với chu kỳ 4, 5, 6, 7. Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Câu hỏi số 4. Cho cấu hình của nguyên tố X như sau. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là chúng ta lần lượt có các đáp án A, B, C, D. Chúng ta cùng xét nhé. Nguyên tố này sẽ có 18 electron, hay chính là sẽ có số tự ô nguyên tố bằng 18. Số thứ tự chu kỳ sẽ bằng số lớp electron có trong nguyên tử, một lớp này, hai lớp này và ba lớp. Vậy nguyên tử sẽ nằm ở chu kỳ 3. Số thứ tự nhóm A sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng. Chúng ta có 2 cộng 6 bằng 8. Vậy nguyên tố sẽ thuộc ô số 18, chu kỳ 3 và nhóm 8A, đúng không? Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17. Hãy xác định số thứ tự ô nguyên tố và chu kỳ nhóm của A trong bảng tuần hoàn. Vậy số hiệu nguyên tử bằng 17, các bạn có thể dễ dàng viết được cấu hình của nguyên tố A đúng không? Là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p5. Vì số hiệu nguyên tử là 17 nên nguyên tố A sẽ nằm ở ô số 17. A có 3 lớp electron trong nguyên tử nên A sẽ nằm ở chu kỳ 3. Và cuối cùng A có 7 e lớp ngoài cùng và A sẽ thuộc vào nhóm 7A. Vậy A sẽ ở ô số 17, chu kỳ 3 và nhóm 7A. Thì những nội dung cơ bản nhất về bảng tuần hoàn đã được cô trò chúng ta đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự chú ý của các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.